Nhân danh Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần. Amen. Lạy Thiên Chúa tình yêu toàn năng, là Cha yêu thương chúng con vô cùng. Xin Cha thương xót tha thứ tội lỗi cho chúng con. Chúng con cảm tạ Cha đã tha thứ nhiều tội lỗi cho chúng con. Chúng con xin dâng buổi học hỏi lời Chúa, xin Chúa thánh hóa và chúc lành cho chúng con. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô, tạ ơn Chúa. Hân hoan chào mừng toàn thể anh chị em trên thế giới quay trở lại với lòng sùng kính máu châu báu cực thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Kính thưa anh chị em, hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 2022. Vâng lệnh Thiên Chúa, con xin chia sẻ với tất cả anh chị em trên thế giới: mầu nhiệm loài người hay mầu nhiệm ngôi ba Thiên Chúa do Đức Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta. Xin mọi người hãy lắng nghe. Phải, tình yêu của Thiên Chúa lạ lùng đến nỗi tất cả mọi trí óc của loài người cũng chẳng thể suy thấu nếu Cha chẳng mặc khải cho. Sự mặc khải tình yêu cuối cùng của Thiên Chúa cho nhân loại là sự kết thúc cho một kỷ nguyên cứu chuộc. Để tình yêu của Thiên Chúa được tất cả nhân loại thấu hiểu và đền đáp, bước sang một kỷ nguyên khác, kỷ nguyên của tình yêu ngự trị trên hết mọi loài thụ tạo. Nói chung, cả trời đất muôn vật chỉ còn lại một tình yêu duy nhất, tinh tuyền, hoàn hảo của Thiên Chúa ngự trị. Đó là kỷ nguyên của bình an, hoan lạc và yêu thương ngự trị. Đó là nước Thiên Chúa trị đến trên trần gian, để dưới đất cũng như trên trời đều được vinh quang Thiên Chúa tràn ngập. Chắc hẳn cả nhân loại phải ngỡ ngàng khi Cha bảo loài người là một mầu nhiệm trong tình yêu của Thiên Chúa. Phải, đó là một mầu nhiệm lạ lùng mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại. Trước hết, Cha muốn nói về ngôi ba Thiên Chúa. Trong mầu nhiệm, ba ngôi Thiên Chúa không thể ngăn cách, không thể chia ly và chia rẽ. Bởi chính Cha là Con mà Con do Cha mà ra. Hai cha con cùng một bản tính như nhau. Khi Thiên Chúa Cha tạo dựng trời đất muôn vật thì có ngôi hai. Ngôi hai được mặc lấy ngôi vị để cùng sống với loài người, trong loài người và vì loài người. Ngôi hai bởi ngôi cha mà ra, nên tình yêu giữa ngôi cha và con chính là kết tinh của ngôi ba Thiên Chúa. Vậy ngôi ba Thiên Chúa chính là tình yêu. Tình yêu ấy là kết tinh giữa bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người trong ngôi hai. Ngôi cha yêu mình thế nào thì cũng yêu ngôi con như vậy, trong bản tính loài người của ngôi con. Chính trong tình yêu ấy, ngôi ba Thiên Chúa hoạt động mạnh mẽ trong ngôi con, để cùng tình yêu ấy, ngôi ba Thiên Chúa đã đem sự sống lại cho ngôi hai cứu chuộc, phục sinh. Sự sống lại của ngôi hai cứu chuộc là do tình yêu từ ngôi cha phục sinh cho con. Tình yêu ấy chính là ngôi ba Thiên Chúa. Vậy, ngôi ba Thiên Chúa chính là tình yêu, là sự sống, là sự kết hiệp mật thiết giữa cha và con, để cha và con không bao giờ ngăn cách. Dù con đã mặc lấy thân phận loài người và sống giữa thế gian, tình yêu vẫn luôn luôn ngự trị, luôn giữ con trong bản tính Thiên Chúa duy nhất và thánh thiện như cha. Nghĩa là cha thế nào, con cũng nên một như vậy. Con đã vào thế gian, sống như người thế gian, trong thế gian và vì thế gian.
Tình yêu là Thiên Chúa ngôi ba cũng sống như con trong thế gian, trong lòng người. Ngôi hai ở đâu, tất nơi đó có ngôi cha và ngôi thánh thần. Bởi ngôi cha và con là một, mà tình yêu giữa ngôi cha và con không bao giờ rời nhau. Thế nên khi ngôi con ngự nơi nào, nơi ấy có ngôi ba. Ngôi ba lại là tình yêu, là sự sống và sự kết hiệp mật thiết giữa ngôi cha và con. Nên ba ngôi đến ngự trị trong tất cả mọi nơi có ngôi ba. Ngôi hai cứu chuộc nhân loại trong máu châu báu người, người lại dùng chính mình mà ngự trong linh hồn nhân loại. Thế nên khi ngự trong linh hồn nhân loại bằng sự ẩn mình trong hình bánh, hình rượu là người đã nên một trong hồn xác, trái tim nhân loại. Người ngự ở đó nên thánh thần tình yêu, nên thánh thần là tình yêu, là sự sống và là sự kết hiệp mật thiết giữa ngôi cha và con trong linh hồn nhân loại. Ngôi ba cũng chính là sự tái sinh cho mỗi linh hồn. Không có ngôi ba Thiên Chúa trong mỗi linh hồn ấy đã trở nên tối tăm vì mất sự sống. Tình yêu và cả sự kết hiệp giữa ngôi cha và con trong linh hồn ấy. Ngôi ba hoạt động mạnh mẽ trong tất cả vũ trụ trời đất, cả vạn vật, cỏ cây, bởi trời đất muôn vật đều sống nhờ tình yêu ấy. Nơi đâu, vật gì không có tình yêu, tất phải trở về cùng hư vô. B. Loài người được tạo dựng bằng tình yêu, trong tình yêu và với tình yêu của Thiên Chúa. Là loài người đã sống bằng tình yêu, trong tình yêu và với tình yêu. Tình yêu là sự sống của loài người, thế nên mầu nhiệm của ngôi ba Thiên Chúa cũng là mầu nhiệm loài người. Loài người được nâng lên bằng tình yêu ngôi Thiên Chúa ngôi ba, hay Thiên Chúa ngôi ba được có trong ngôi vị Thiên Chúa vì loài người, bởi loài người và trong loài người. Con đừng ngạc nhiên khi cha bảo ngôi ba Thiên Chúa được có vì loài người, bởi loài người và trong loài người. Nếu chẳng tác tạo loài người, ắt đã chẳng phải có ngôi ba Thiên Chúa trong nhân loại. Nếu chẳng phải yêu loài người lạ lùng như thế, ắt loài người cũng chẳng có trong vũ trụ. Nếu không có loài người trong vũ trụ, tất tình yêu Thiên Chúa chưa được tỏ lộ. Hay nói khác đi, đúng với ngôn ngữ loài người, thì tình yêu tạo dựng con người, nên con người sống trong tình yêu ấy. Và tình yêu ấy thể hiện được là vì loài người, bởi loài người và trong loài người. Loài người không thể hiểu được rằng tình yêu đã yêu họ đến thế. Và vì yêu như thế, nên Thiên Chúa quyết phải đem loài người về cùng với người. Thánh thần là tình yêu đang hoạt động mạnh mẽ trong tất cả mọi linh hồn nhân loại. Người tái sinh những gì đang hư mất. Người đổi mới mọi sự xấu xa, tội lỗi, bất xứng để đem về sự tinh tuyển, hoàn hảo của Thiên Chúa đã tạo dựng. Người đã làm cho ngôi hai phục sinh sự sống là tình yêu trong mọi linh hồn nhân loại. Không một người nào trong nhân loại lại chẳng được người ngự trị. Với chính bởi người, vì người và trong người, mà mỗi người trong nhân loại được sinh ra. Thế nên, dù người ấy là người nào, dân tộc nào, xấu xa đẹp đẽ thế nào, cũng đều có người ngự trị, và tất cả đều do ý định của Thiên Chúa tạo thành. Sự khác biệt giữa tiếng nói, màu da và phẩm chất của mỗi người có khác nhau, nhưng linh hồn tất cả nhân loại đều như nhau, bằng nhau về mọi phương diện, do một tình yêu không hơn không kém của Thiên Chúa tạo thành. Tình yêu của Thiên Chúa và Thánh Thần là một. Thế nên, trong mỗi linh hồn nhân loại chỉ có một Thánh Thần duy nhất hoạt động. Thánh Thần là tình yêu, sự sáng, sự sống, sự bình an, hoan lạc, hạnh phúc, là sự thật và là chân lý vĩnh cửu của Thiên Chúa. Thánh Thần sẽ dẫn dắt
con người đến sự trọn lành và hoàn hảo. Thánh thần sẽ dẫn dắt con người đến sự thánh thiện tuyệt đối, để nên một trong Thiên Chúa. Hầu khi đến trước uy nghiêm người, con người không bị đẩy lui vì những xấu xa, tội lỗi còn đọng lại trên thân xác và linh hồn nó. Thánh thần là tình yêu Thiên Chúa sẽ có một hấp lực mạnh mẽ đối với nhân loại. Tình yêu sẽ được tình yêu thu hút mạnh mẽ. Sự gì tạo bởi Thiên Chúa sẽ được trả về cùng Thiên Chúa, để muôn đời được sống trong hạnh phúc, hoan lạc, trường sinh. Khốn khổ thay cho những kẻ chối bỏ tình yêu của người. Muôn đời nó sẽ phải khóc lóc, nghiến răng trong tâm tối, đau khổ. Thiên Chúa tự nhân hay thương xót, Ngài sẽ không phạt tất cả những kẻ chối bỏ người trong hỏa ngục đời đời, mà tùy theo công trạng và đời sống khi còn ở dương thế mà xét xử. Nếu một linh hồn vẫn yêu mến người, nhận thật người là Chúa Tể trời đất, song vì yếu đuối mà phạm tội, họ sẽ chịu hình phạt ở luyện ngục để đền tội đó. Trái lại, một linh hồn đã từng thờ lại Thiên Chúa, đã từng biết giáo lý, biết tình yêu Thiên Chúa mà còn cương quyết chối bỏ chỉ vì kiêu căng, sẽ phải lãnh án đời đời. Song Thiên Chúa cũng xét lại nếu nó ăn năn trong giây phút cuối cùng của đời nó. Thế giới ngày nay, làn sóng vô thần đang tràn lan trên khắp nơi. Không phải những người vô thần, tất cả là những người không biết Thiên Chúa. Họ biết Thiên Chúa, song vì kiêu căng, họ đã chối bỏ Ngài. Chối bỏ Ngài với uy quyền tuyệt đối, chủ tể vũ trụ càn khôn, để họ đưa họ lên, làm một cuộc cách mạng trong đời sống con người. Mục đích là họ muốn mọi người trong nhân loại tôn vinh họ là những người tài ba. Họ tưởng họ sẽ làm đảo lộn đời sống loài người trong những phát minh độc ác của họ. Họ tưởng họ sẽ làm bá chủ toàn cầu do sự độc ác ấy. Thiên Chúa đã để cho họ sử dụng những gì Ngài ban, để họ tự do phát triển những độc ác ấy. Không phải Thiên Chúa đã không yêu thương loài người, song là cho tất cả nhân loại chân nhận giá trị tuyệt đối của tình yêu và uy quyền tối cao của Thiên Chúa. Khi người ra tay tỏ uy quyền, tỏ quyền năng người, tùy theo lý luận và nhận xét của con người, Thiên Chúa sẽ xét xử trong ngày người đến. Con người muốn tự tôn, tự cao, tự đại. Đó là lý do để con người đi xa tình yêu Thiên Chúa. Họ muốn nâng họ lên ngang bằng Thiên Chúa với mớ kiến thức mà Ngài đã ban cho. Kiến thức ấy họ đã không dùng để phụng sự Thiên Chúa trong loài người, mà lại dùng nó để bắt loài người suy phục mình. Hầu Thiên Chúa bị gạt bỏ ra ngoài lòng trí con người. Đó là sự xúc phạm nặng nề đến Thiên Chúa của họ. Dù vậy, Thiên Chúa vẫn tha thứ cho họ nếu họ ăn năn. Thánh thần soi sáng, đang soi sáng và dẫn dắt họ về cùng Thiên Chúa, bằng cách cho họ thấy rõ sự bất lực của loài người trước uy quyền tối cao và sức mạnh vạn năng của Thiên Chúa. Nhân dịp này, cháu muốn ngỏ cùng Giáo Hoàng, người đang thay cha mà dẫn dắt đàn chiên của cha trên trần gian. Cháu muốn rằng hãy thực hiện và phát động mạnh mẽ phong trào đoàn trẻ thơ, mở ngoặc đoàn binh hồn, đạo binh hồn nhỏ, đóng ngoặc, ở khắp nơi trên thế giới. Hãy tận hiến tất cả nhân loại cho tình yêu Giêsu Maria. Tất cả nhân loại tận hiến cho tình yêu Giêsu Maria là nhân loại đã chắc chắn được tràn đầy tình yêu Thiên Chúa. Còn lại những người chưa tận hiến, vẫn cứng lòng, cha sẽ dùng những hy sinh hãm mình, cầu nguyện của cả nhân loại mà cứu nó. Cha nhắc lại, cha muốn có một ngày cả nhân loại tận hiến cho tình yêu của hai trái tim Giêsu Maria. Đó là ngày mở đầu cho kỷ nguyên tình yêu ngự trị trong nhân loại. Hỡi con, vinh quang sẽ tràn ngập đất nước Việt Nam con trong một ngày không xa, khi mà tình yêu đã quét sạch mọi ô nhiễm và tội ác khỏi đất nước con.
quyền năng của Cha sẽ tỏ hiện trong ngày ấy, trong đất nước đau thương khốn khổ này, cho tất cả tiếng nói phải nhận thật tình yêu Cha ban cho dân tộc nhỏ bé đầy đau thương, nhưng cũng không kém tình yêu và sự trông cậy nơi Thiên Chúa. Cha không để một người nào, một dân tộc nào phải thất vọng vì đã trông cậy nơi Cha. Thể hiện lời hứa ấy, Cha sẽ đem bình an, hoan lạc, yêu thương về cho đất nước các con. Đầu tiên, những lời Cha dạy hôm nay sẽ phải đến tay Giáo Hoàng đúng ngày giờ Cha đã định, với tình yêu nồng nàn và sự trông cậy vững chắc. Ngài sẽ thực hiện những ước muốn của Cha. Đức Chúa Giêsu mặc khải. Hết. Trích mặc khải Việt Nam Sài Gòn 1976-1986. Thụ khải ẩn danh. Linh mục linh hướng Phaolô Trần Văn Lý, cựu giáo sư sử địa Đại học Công giáo Đà Lạt. Phổ biến An Tôn Nguyễn. Đỗ Văn Nguyên, hộp thư bưu điện 262-482 Houston, Texas 77207, http://margaretdubin2012.blogspot.com. Hết. Kính thưa anh chị em trên thế giới, chúng ta vừa được nghe mặc khải do Đức Chúa Giêsu dạy bảo. Chúng con sắp mình tạ ơn Thiên Chúa đã yêu thương dạy bảo chúng con. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô, tạ ơn Chúa. Nhân danh Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần. Amen.